Ok, chào tất cả anh em đam mê PCB. Lời nói đầu tiên, em xin chúc tới các anh em có một ngày tràn đầy sức khỏe và thuận lợi, kiếm được nhiều tiền để tiếp tục con đường theo đuổi đam mê PCB của mình. Rồi, hôm nay shop Hạ PCB Aegon xin giới thiệu tới các anh em đó là các sản phẩm sau đây. Như anh em đã thấy đó, thì đầu tiên em xin giới thiệu tới anh em cùng bộ khung đi, bộ khung ruột đi ha, bộ khung ruột trước ha. Đấy, bộ khung ruột của Đài Loan nha, khung Đài Loan, đây là khung Condo U nha anh em. Bên em có tất cả các dòng khung luôn nha, Condo U, Condo thẳng, Condo Z, Condo Talon đều có. Nhưng mà em chỉ lấy lên đây review cho anh em là bộ khung condo U thôi ha. Đó, của tỉnh của Đài Loan nha anh em. Có thể check được mã QR mã vạch luôn ha. Rất là mới, sắc nét. Cái chỗ đo căn chỉnh lò xo. Rồi, của Đài Loan sản xuất nhé, tất cả là của Đài Loan mua bản quyền và sản xuất ha, nên cũng 80% với giống như 80% giống như sản phẩm của công ty Aegon Elford chính hãng của nó, giá thành cũng sẽ rẻ hơn đúng không anh em. Rồi, bộ tay cầm nhựa, bộ tay cầm nhựa. Bộ tay cầm nhựa ha. Thế chắc chắn bên em cũng có tay cầm gỗ, tay cầm gỗ, nhưng mà tay cầm gỗ bên em thì không bán. Không bán nhưng mà sẽ đặt mua giùm anh em. Cái đó chỉ đặt làm thôi ha. Đặt làm giùm anh em tay cầm gỗ đó. Bộ đế, đây là bộ ruột, ruột Đài Loan nha anh em. Búa đập, lò xo, căn chỉnh, căn căn tâm đó. Lò xo rất là xịn nha, đàn hồi cứng cáp, lò xo đàn hồi cứng cáp rất là chuẩn. Bộ cò ba lá nha anh em, đây là bộ cò ba lá đó, ba lá nè, bộ cò nè, bộ cò ba lá. Đây là ốc, ốc chí và ốc lắp ráp của bộ khung, của tất cả những combo khung này đó, ốc ron, ốc chí đó. Thì combo khung thì sẽ có những cái này, từ cái khung trở xuống là combo khung đó, khung, tay cầm, bộ ruột, bộ cò ba lá, đó là toàn bộ sản phẩm của combo khung. Em cũng có bán lẻ bộ ruột khung với tay cầm, em cũng có bán lẻ, nên anh em muốn mua lẻ thì cứ liên hệ cho em. Rồi, và tiếp theo là cần Lothar Wader, cần Lothar Wader của Đài Loan nha anh em. Cần Lothar Wader của Đài Loan, em thấy rõ không? Nó cần rất là đẹp nha. Tất cả những sản phẩm đây là đều mới 100% hết nha anh em. Em sẽ cho anh em xem khương tuyến là cần Lothar Wader. Đây, để em cho anh xem khương tuyến cần lô thai nha. Nhiều sản phẩm quá nó hơi bị tối á. Rồi, em cho tờ giấy cho em để soi khương tuyến này.
Đó, sáng bóng chưa? Thấy không? 12 khương tuyến nha anh em, 12 khương tuyến, cành lô thai qua đơ có 12 khương tuyến và có đầu choker nha anh em. Đầu choker này sẽ có lợi lợi tức là cắn kẹo sẽ được sâu và đẹp hơn, rõ hơn. Đó, đây là đầu choker của nó nha. Rắn rất là đẹp và sâu sáng bóng. Rồi. Ok. Và tiếp theo nữa đó là cành Green Guarder đầu rồng. Có nắp đầu hành nha anh em. Cành này thì tầm trung. Cành Green Guarder đầu rồng. Đuôi chuột Green Water. Tất cả sản phẩm đều là của công ty Litton Industries Đài Loan sản xuất nha anh em. Thì các loại cành thì bên em cũng có đầy đủ kích cỡ nha. 5.5, 6.35 đều có. Côn 25 ở đây là côn 25 này. Đó, côn 25 ở đây là 6.35 nha anh em. Green Water, tất cả đều là loại cành đều có nhiều kích cỡ cho anh em lựa chọn hết nha. Thì có chiều dài của tất cả luôn. Tất cả là cành đều có chiều dài nhiều chiều dài luôn là 14, 16, 18, 20, 22, 24 in. Cho anh em lựa chọn. Anh em muốn kích cỡ nhiều cũng có cho anh em hết. Rồi, em sẽ soi khương tuyến Green Water. Soi khương tuyến cành Green Water đầu rồng cho anh em xem nha. Khương tuyến cành Green Water rất là đẹp anh em ha. Thì cành Green Water này thì khương tuyến của nó chỉ có 8 khương tuyến anh em ha. Cái 8 khương tuyến. Tất cả khương tuyến của nó đều bắn là bằng laser nha anh em. Giờ công nghệ là bắn bằng laser nó mới chuẩn chứ không phải là Việt Nam kéo như mình ha. 8 khương tuyến. Có đầu choker luôn anh em ha. Rất là đẹp. Thương tuyến rõ nét sáng bóng. Rồi. Tiếp theo đó là kẹo nha anh em. Thì bên em cũng có rất nhiều loại kẹo. Tiếp theo đó là kẹo này thì bên em cũng có rất nhiều loại kẹo. Kẹo ký, kẹo mềm, kẹo chì dây, kẹo HM Hen, kẹo Nhật GFP đều có, bên em đều có nha anh em. Em sẽ làm nhiều clip review về các loại kẹo đó cho anh em. Anh em hãy đăng ký subscribe và nhấn chuông để luôn theo dõi kênh của em và cho em một ít gọi là động lực để em có thể làm thêm những clip review hay cho anh em xem. Rồi. Sau đây là em sẽ giới thiệu cho anh em, ở đây là kẹo mềm nha anh em, kẹo mềm mà bên em tự tay sản xuất nhưng mà cực kỳ là chuẩn luôn, là tỉ mỉ công phu chứ không phải là lấy đại đâu anh em. Để em bóc đại, em trộn lên bóc đại luôn cho anh em nè ha. Tự tay sản xuất nhưng mà rất là tỉ mỉ công phu chứ không phải là cứ đúc bừa ra rồi bán cho anh em đâu, phải căn chỉnh đầy đủ chuẩn xác, đo từng viên kẹo, độ nặng từng viên kẹo luôn đó anh em, chứ không phải là cứ đúc ra nó còn chỉ hay nó còn vướng, nó chưa chuẩn, nó móp méo đều bán cho anh em không không. Em bọn bên em sẽ lựa chọn ra và bán cho em những viên kẹo đẹp nhất thôi, lấy uy tín chứ không phải lấy số lượng em ha, chất lượng chứ không phải lấy số lượng ha. Đó, đây là loại
Loại 5.52. Trên tay em là loại 5.52, nhưng mà em cũng có nhiều có kích cỡ của loại kẹo luôn. 5.52, 5.5, 5.54, 6.35 đều có hết, toàn bộ kích cỡ đó ha. Đó, rất đẹp, 5.52 đó anh em ha. Em sẽ bóp thử một viên kẹo mềm cho anh em xem ha, lấy đại rồi bóp thử rồi chứ lựa chọn gì. Đó, móp luôn thấy không? Anh em thấy móp không? Thấy móp không? Bóp nhẹ, tại vì lực tay em nó thiệt luôn, lực tay em yếu nên bóp nhẹ lắm. Đó, mà nó cũng móp như vậy rồi. Đó. Những viên móp này á, thì em không có cho anh em xem nha, không có cho anh em, không có ném lại vào hộp cho anh em nha. Những viên móp này là em giục luôn. Ok rồi, cho lại vào hộp. Ok, đó là tất cả những sản phẩm mà hôm nay em xin giới thiệu tới anh em. Thì anh em muốn biết thêm chi tiết hoặc là muốn biết giá và hoặc muốn mua hàng thì anh em xin vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo của em 0776223432. Em sẽ tư lúc đó kết bạn Zalo, em sẽ tư vấn và cụ thể hơn, tư vấn kỹ hơn, tư vấn cụ thể hơn những sản phẩm mà anh em đang tìm hiểu và muốn mua về BCB. Muốn mua thì cũng liên hệ lên số đó. Em ship code toàn quốc. Ship code toàn quốc, không đồng kiểm và miễn phí ship nha anh em. Thì có nhiều sau đây sau cũng tâm sự với anh em luôn. Cũng có nhiều anh em mua hàng bên em và lo ngại cái điều là không đồng kiểm, ship không đồng kiểm. Tại sao lại mua hàng lại không được kiểm hàng? Em cũng nói thật với anh em luôn, tại vì đây là hàng cấm. Việt Nam cấm những mặt hàng này. Nếu mà ship code đồng kiểm, ship code mà được kiểm tra hàng á, sẽ có gặp những rất nhiều trường hợp. Em bán hàng 2 năm nay rồi. 2 3 năm nay rồi. Em gặp nhiều trường hợp lắm. Nên cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm lâu dài với anh em thôi. Thì gặp được nhiều trường hợp như thế này. Một á là kiểm hàng thì mấy anh em mua hàng á, có những người mua hàng, người xấu mua hàng á. Người tốt em không nói nha, nhưng mà người xấu mua hàng, người ta quen với shipper. Người ta với shipper thông đồng nhau á, thì kiểm hàng xong người ta sẽ tráo hàng cho em và trả hàng. Lúc đó em cũng chẳng biết kiện ai, vì cái này kiện lên là chỉ có em thiệt thôi chứ chẳng ai thiệt. Đó, em chẳng biết kiện ai. Rồi trường hợp thứ hai là kiểm hàng thì bị kiểm soát mà kiểm kho bên giao hàng á, người ta sẽ kiểm tra, bóc ra kiểm tra á. Chứ người ta không bóc đâu nha, người ta sẽ bóc ra kiểm tra hết á. Người ta nghi ngờ cái gì là người ta kiểm tra hết. Rồi người ta tịch thu luôn, tịch thu hàng cấm luôn, khóa tài khoản luôn, coi như là bắt đường làm ăn vận chuyển tới anh em luôn, đây anh em tin cậy luôn. Đó, thứ ba là dễ bị CIA nha, dễ bị CIA chặn đường shipper và bắt hàng đó nha. Em bị nhiều trường hợp rồi, CIA sẽ giả danh khách hàng em và chặn đường shipper, chặn shipper luôn và bắt hàng, lấy hàng. Tội cho mình những người ship thôi nha, nên anh em đừng có thắc mắc về vấn đề mà đừng có thắc mắc nhiều về vấn đề mà ship hàng đồng kiểm. Em cũng muốn ship hàng và đồng kiểm lắm, em mua hàng thì em cũng muốn kiểm hàng, em cũng sợ bị lừa chứ bộ. Nhưng mà không, em bán hàng á thì những món đồ này á
hàng cấm này, với lại những món đồ lừa anh em 1-2 triệu, 1-2 triệu bạc chẳng tới đâu cả, mất uy tín, tin đồ người này đồn người kia shop này không uy tín, thì cũng cũng ngược lại thôi, người này đồn người kia shop này uy tín nè, shop này trên này bán hàng chất lượng nè thì tốt hơn đúng không, nhưng mà người này đồn người kia shop này không uy tín đồn nhau thì chắc chắn bóc phốt nhau rồi, miếng cơm cũng bể rồi, chén cơm cũng bể rồi đó, nên em đâu có dạy gì mà em lừa đảo, nên em thông cảm ha, đó là quy quy tắc bên em rồi. Gọi là quy tắc luôn rồi, cọc từ 100 tới 200-300 triệu tùy theo đơn hàng của mình, đơn hàng mình đặt ít thì cọc ít, đặt nhiều thì cọc nhiều, có đặt cọc nha anh em, tại vì có lấy trách nhiệm cho anh em thôi, em chỉ sợ bom hàng thôi, lấy trách nhiệm lời nói mà mua hàng của anh em thôi đó, anh em hiểu cho và thông cảm nha. Rồi ai muốn mua thì cứ liên hệ, xin liên hệ số điện thoại Zalo của em 0776223432. Rồi tới đây em xin kết thúc clip tại đây và chúc anh em có một ngày thật vui vẻ. Em cảm ơn anh em đã theo dõi kênh của em và xem video này của em. Rồi em cảm ơn, chào tạm biệt anh em.